make-up artist trong vụ 6 người Việt tử vong ở Thái, tận tâm với nghề, đứng sau loạt tạo hình của nhiều sao Việt. Vụ việc 6 người Việt tử vong ở Thái Lan đang khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Theo phía cảnh sát Thái Lan, 2 trong số đó là người Mỹ gốc Việt và 4 người còn lại là công dân Việt Nam. Lý do tử vong được xác định là do bị đầu độc, thời điểm các nạn nhân thiệt mạng sau 13 giờ 53 phút ngày 16 tháng 7, sau khi đặt đồ ăn. Hiện chi tiết vụ việc vẫn đang được điều tra. Một trong số những nạn nhân qua đời được xác định là make-up artist Trần Đình Phú, 37 tuổi, quê ở Đà Nẵng, hay còn được gọi là Phú Gia Gia. Rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã để lại những lời tiếc thương, đau buồn trên trang cá nhân của anh. Theo người thân, Phú Gia Gia sang Thái Lan theo lời mời để trang điểm cho cô dâu trong một đám cưới của tỷ phú cách đây khoảng 10 ngày. Phú Gia Gia được biết đến là một make-up artist tài năng, tâm huyết với nghề. Không những là chuyên viên trang điểm, Phú Gia Gia còn mở một học viện make-up đào tạo nhiều học viên ra nghề, thành tài. Những lớp trang điểm sắc sảo, mang vẻ cuốn hút và tôn lên trọn đường nét gương mặt luôn là những điểm nổi bật trong layout make-up của anh. Phú Gia Gia từng thừa nhận anh là một người rất kỹ tính nên trong trang điểm cũng phải tỉ mỉ và chỉn chu nhất có thể để tạo nên diện mạo long lanh, hoàn hảo. Do đó, không những nhận được sự tin tưởng từ trong nước mà anh còn được nhiều vị khách nước ngoài chọn mặt gửi vàng trong ngày trọng đại. Đặc biệt, Phú Gia Gia cũng từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz. Sáng ngày 17 tháng 7, nhiều người thân, bạn bè của anh đã đến nhà riêng tại đường Hải Phòng, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để hỏi thăm sau khi nghe thông tin về vụ việc. Ông Trần Đình Dũng, 65 tuổi, cha của anh Phú cho hay với đặc thù công việc chuyên make cho nghệ sĩ nổi tiếng nên anh thường xuyên xa nhà. Gia đình không nắm rõ về lịch trình của Phú, chỉ biết Phú sang Thái Lan để trang điểm cho một đám cưới mà khách là tỷ phú. Phú đi với ai hay đi một mình thì gia đình cũng không rõ. Phú đi khắp nơi để trang điểm cho khách, khách đặt lịch ở nước ngoài thì con tôi sắp xếp việc dạy nghề ở nhà để bay đi dài ngày, ông Dũng kể. Theo cha anh Phú, lịch trình đi Thái Lan lần này rất gấp vì trước đó anh Phú vừa trở về Đà Nẵng sau chuyến đi nước ngoài dài ngày. Khi thấy hình ảnh, tên tuổi của Phú xuất hiện trên báo chí với thông tin đã tử vong nghi do đầu độc ở Thái Lan, mẹ Phú đã ngất xỉu không biết bao nhiêu lần. Bà ấy không chịu nổi cú sốc này. Bản thân tôi cũng không nghĩ cuộc gọi Zalo với con trai hôm thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 lại là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai cha con, ông Dũng nghẹn ngào. Bà Lê Thị Kim Hoa, 70 tuổi, một người thân trong gia đình, cho hay Phú là người tốt tính, hiền lành. Theo bà Hoa, anh Phú rất bận rộn với nhiều chuyến công tác ở nước ngoài. Bên cạnh việc trang điểm cho khách, anh còn nhận dạy cho rất nhiều học viên tại cơ sở số 369 Hải Phòng. Nhiều năm qua, nhiều lứa học viên đã ra nghề, thành tài. Bây giờ gia đình đang ngóng chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng tại Việt Nam, đưa được thi thể cháu Phú về nhà, cũng như muốn làm sáng tỏ vụ việc để mọi người được an lòng, bà Hoa bày tỏ. Nhiều học viên của anh Phú cũng đến nhà để hỏi thăm và chia buồn. Chị Bảo Trân, chú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cho biết đã học nghề từ anh Phú hơn một năm nay. Thầy nói ngày 14 tháng 7 sẽ về đến Đà Nẵng. Nhưng đến 15, thầy chưa về mà cả em và gia đình cũng không liên lạc được, chị Trân cho biết. Chị Trân cho hay lịch làm việc trong tháng 7 của anh Phú đã kín. Chuyến đi Thái Lan là do khách đặt dịch vụ trang điểm trọn gói với anh Phú và chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở. Theo chị Trân, thông thường, anh Phú chỉ nhận dịch vụ trang điểm ở nước ngoài đối với khách ruột.